Về cơn bão số 3, vào 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Và đến 16 giờ chiều mai, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Tây Nam Quảng Đông Trung Quốc. Cường độ bão giảm còn cấp 12, giật cấp 14.